hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh hay còn gọi là chết trong nôi chết trong củi là hiện tượng trẻ chết đột ngột không giải thích được trong năm đầu đời do bản chất khá ngẫu nhiên của hiện tượng này có một số yếu tố nguy cơ có vẻ liên quan đến trẻ bị đột tử sơ sinh nhưng vẫn chưa xác định được cơ chế hoặc nguyên nhân rõ ràng nào gây nên đột tử sơ sinh hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh được xem là một chẩn đoán loại trừ nghĩa là bạn phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác trước khi nghĩ đến đột tử sơ sinh. Yếu tố nguy cơ được biết đến nhiều nhất của đột tử sơ sinh liên quan đến việc trẻ ngủ như thế nào. Các khuyến cáo nhằm mục đích giảm nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh, bao gồm cho trẻ ngủ một mình trên củi, nằm ngửa và không đắp mền. Nguy cơ đột tử ở bé trai cao hơn ở bé gái, cũng như cao hơn ở những trẻ từ 2 đến 4 tháng tuổi. Ở trẻ được nuôi bằng sữa công thức và những bé sinh non hoặc cân nặng lúc sinh thấp. Các yếu tố nguy cơ liên quan đến mẹ bao gồm mẹ ít hoặc không khám tiền sản, mang thai ở tuổi thanh thiếu niên và có hút thuốc trong quá trình mang thai tiêu thụ đồ uống có cồn cũng được xem là một yếu tố nguy cơ, bởi vì các trường hợp đột tử sơ sinh gia tăng trong những ngày cuối tuần, những ngày đầu năm mới và những dịp khác trong năm có liên quan đến bia rượu. Bé trai tử vong nhiều hơn do đột tử sơ sinh so với bé gái, cho thấy rằng tính nhạy cảm về di truyền có vai trò trong đột tử sơ sinh. Số ít bệnh nhi tử vong do đột tử sơ sinh có liên quan tới bệnh rối loạn kinh ion di truyền, là những khiếm khuyết trong các kênh ion gây ảnh hưởng tới nhiều mô bao gồm cả mô tim một bệnh di truyền khác cũng có thể khiến bệnh nhi dễ bị đột tử sơ sinh hơn đó chính là đột biến gen liên quan đến hệ thần kinh tự chủ tuy nhiên các bằng chứng thì vẫn còn đang trong quá trình nghiên cứu và người ta chưa xác định được chính xác khiếm khuyết gen hoặc tổ hợp gen nào có liên quan nhìn chung người ta nghĩ rằng đột tử ở trẻ sơ sinh xảy ra ở các trẻ có sẵn các nhạy cảm về di truyền và sau đó được kích hoạt bởi các yếu tố bên ngoài một bằng chứng dịch tễ học chỉ ra rằng các trẻ em bản địa châu mỹ có tỷ lệ bị đột tử sơ sinh cao nhất trong khi các trẻ châu á thì có tỷ lệ bị đột tử thấp nhất tuy nhiên các thói quen về văn hóa liên quan tới việc trẻ ngủ như thế nào cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong hội chứng này vì vậy khá khó để tách biệt các yếu tố về gen và môi trường khi chúng có liên quan đến chủng tộc chỉ có thể chẩn đoán đột tử sơ sinh sau khi khám nghiệm tử thi để đảm bảo rằng trẻ bị tử vong không thể giải thích bởi các lý do khác thật không may là không có cách nào chắc chắn để có thể ngăn ngừa đột tử sơ sinh bởi vì vẫn chưa biết được nguyên nhân gây ra đột tử sơ sinh hãy cùng tóm gọn lại nhé Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh là một chẩn đoán loại trừ được nghĩ tới khi trẻ nhũ nhi tử vong không rõ nguyên nhân và thường xảy ra ở những bé trai từ 2 đến 4 tháng tuổi, nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ thời gian nào trong năm đầu đời. Để giảm thiểu nguy cơ đột tử sơ sinh, khi ngủ nên để trẻ nằm ngửa, không nên tiếp xúc với khói thuốc lá và nuôi trẻ bằng sữa mẹ nếu có thể.